Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Hôm nay sống bận rộn nhưng mình cũng cố gắng dành thời gian để chia sẻ về quê hương. Ở đâu cũng phải làm để có mà ăn. Anh chị, các bạn thấy cuộc sống mưu sinh, nhiều khi cái không gian mạng này thì nó rất là phức khi tôi chuẩn bị quay qua Mỹ thì có người hỏi tôi rằng mày còn qua lại Mỹ được sao? Khi tôi được Mỹ thì có người hỏi ủa sao thấy cái thằng Lệ Minh nó có qua Mỹ rồi, thấy này thấy đó. Cuộc sống trăm ngàn khó khăn và mình đi đâu cũng có người, rất nhiều người để ý, kẻ thù thì dày đặc nhưng mà không bao giờ quên nhiệm vụ Bác và Đảng giao phó. Dù cuộc sống khó khăn như thế nào nhưng mà mình không bao giờ quên ơn những anh hùng dân tộc đã hy sinh và đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc Việt Nam này. Cho nên dù bận rộn hay là cuộc sống khó khăn như thế nào, mình cũng sẽ cố gắng dành những thời gian quý báu để đặng mà chia sẻ về với quê hương. Thì gần đây mình cũng có theo dõi tin tức và một số truyền thông, thấy cái ông Thái Bá Tân, tôi thấy nói anh chị các bạn có nhiều người như cỡ như ông Thái Bá Tân rồi, thấy rất là tội nghiệp cho họ. Các bạn biết họ sinh ra ở trong cái thời kỳ loạn lạc, đất nước khó khăn, chiến tranh, bom rơi đạn nổ. Khi mà đất nước thanh bình thì họ sống trong cái độc lập và hòa bình, rồi bắt đầu họ họ có những cái tư duy thì gọi là nó hơi bệnh hoạn của những cái người mà họ từng theo Bác và Đảng như ông Thái Bá Tân. Các bạn thấy đó, cái tư duy của ông này là một nhà văn, nhà thơ, nghe nói là cũng có một thời kỳ sáng tác rất là được nhiều người yêu quý về những cái bài thơ bài văn của ông ấy. Nhưng mà cuối đời ông này thì nó gần như là bại hoại, chị có bạn, bởi vì những phát ngôn và những cái cách suy nghĩ của ông ấy nó bị sính ngoại. Ông ta được đi Mỹ cởi ngựa xem qua thì bắt đầu trở về Việt Nam, bắt đầu quay qua ca ngợi và tâng bốc cái nước Mỹ. Nhưng mà ông ta đâu có thấy rằng phía sau cái cuộc sống sự thật mà người dân Mỹ họ phải vất vả trăm bề để đặng lo toan cái cuộc sống hàng ngày đó, thì lại quay qua bắt đầu có những cái tư duy rất là lệch lạc. Tôi thấy rất là tội nghiệp cho những cái thế hệ già nua như ông Thái Bá Tân và một số người trong cái tổ chức ở tại Việt Nam gọi là dân chủ cũ, những người mà ăn cơm mặc áo đảng nhưng mà lại có những cái tư duy các bạn là đội thằng Mỹ ở trên đầu. Bởi vì họ họ sống họ chỉ nhìn những cái sự hào nhoáng ở bên ngoài thôi, họ không có sống trực tiếp trong cái tầng lớp lao động phổ thông, cái cuộc sống ở Mỹ, và họ không có hiểu rằng nhiều người người ta còn phải rất là vất vả. Chứ đâu phải giống như ông Thái Bá Tân cởi ngựa xem qua có được như giả chút tiền, chút đỉnh tiền cuộc sống vật chất ở quê nhà rồi được đi qua Mỹ du lịch thì bắt đầu lại có những cái tư duy rất là lệch lạc. Mà ông này thì đã lệch lạc từ lâu rồi, họ theo không kịp các bạn. Họ theo không kịp với thời đại, họ sống trong cái thời kỳ đất nước còn quá khó khăn, bắt đầu đổi mới thì họ lại theo không kịp đấy, rồi bắt đầu quay qua bất mãn chế độ, bất mãn cơ chế, rồi dùng văn thơ để đặng mà gọi là xuyên tạc chống phá Việt Nam. Ở Việt Nam mình tôi thấy những cái tầng lớp như ông Thái Bá Tân hiện nay rất là nhiều nha, họ có những cái đầu óc tư duy sính ngoại,
Tôi thấy nó rất là buồn. Thay vì họ cống hiến cả một đời họ cho tổ quốc, cho dân tộc, nhưng mà cuối đời thì lại có những cái tư duy cực kỳ lệch lạc. Theo tôi thì họ bị thổi phồng bởi những cái truyền thông và những cái thông tin nó không có xác thực đó chứ không ạ. Họ bị thổi phồng rồi bắt đầu dư giả được một chút, đi qua được đất Mỹ thì lại nhìn thấy những cái sự hào nhoáng bên ngoài thì bắt đầu quay về bất mãn cơ chế, giống như cái bà mà nghệ sĩ Hồng Vân cũng được. Các bạn thấy khi bà ta đi qua được Nhật thì bắt đầu xuyên tạc, bắt đầu quay qua dùng những cái ngôn từ để đặng hạ nhục cái dân tộc Việt Nam mình, cái người Việt của mình. Tôi nói chị các bạn nhiều khi buồn buồn cho họ, họ có những cái lối sống, họ khi họ đạt được những cái thành quả, những cái về kinh tế của họ, khi đất nước yên bình họ đạt được những cái cuộc sống xa hoa về kinh tế, là bắt đầu họ có những cái tư duy chính ngoại cực kỳ gọi là nó làm sao đi á, mà rất là nhiều nha. Ở mấy cái ông, mấy cái bà ở mấy cái tuổi mà sồng sồng như xế chiều đồ như vậy, họ theo không kịp với thời đại anh chị các bạn. Những cái giới trẻ bây giờ nó có những cái tư duy lệch lạc thì mình không nói, tại vì nó chưa có hiểu biết chín chắn để đặng mà nó nhìn nhận cái gì đúng cái gì sai mình không nói các bạn. Mà những cái thế hệ mà sồn sồn, nhất là những cái thành phần mà sống trên đất nước Việt Nam, thì ông Thái Bá Tăng rồi một số cái thành phần mà ăn cơm mặc áo đảng, lãnh tiền 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 thu rồi tiền lương rồi tiền thế của dân đóng vào, bắt đầu có những cái tư duy chính ngoại, lên mạng thì bắt đầu ngồi đó nhìn qua bên bờ đại dương bên kia nước Mỹ hay bờ trời Tây, rồi bắt đầu thích thà chắc lưỡi tiếc nói là Việt Nam, chê bai Việt Nam thế này thế nào. Nhưng cũng giống như gì đó Chu Mộng Lan được, các bạn thấy mà sao nhiều ghê đi, sao họ lại có những cái tư duy lạ được. Người ông bà mình có câu phú quý thì sinh lễ nghĩa, bần cùng với sinh đạo tặc. Con người ta ăn nên làm ra thì họ lại sinh lễ nghĩa, sống nó có đạo đức, nó có tinh thần dân tộc, nó cao hơn chứ. Mà những cái hạng người này các bạn biết, ở trong nước họ là những người gọi là có dư, có cửa ăn của thừa của để, thay vì họ cống hiến cả một đời mình cho tổ quốc, cuối đời thì cũng cũng tiếp tục cống hiến. Nếu mà theo không kịp thì để những cái thế hệ trẻ, những thế hệ kế tiếp nó làm cho nó hoàn chỉnh hơn, các bạn thấy không? Ở đằng này họ quay lưng, họ dùng văn thơ hay là những cái lời lẽ, có nhiều ông nằm bên truyền thông báo chí thì bắt đầu dùng truyền thông báo chí lên mạng, bắt đầu viết lách, lập kênh rồi mở trang Facebook, tạo ra những cái nhóm số đông người đó lôi kéo nhau, rồi vào trong đó rồi gọi là tâng bốc lẫn nhau, bè phái để đặng mà xuyên tạc chống phá Việt Nam. Những cái hạng người này tôi nói chị các bạn thật là đáng khinh bỉ. Họ mất đi những, vì những cái thứ vật chất mà họ mất đi những cái lương tri các bạn. Họ cũng từng là một một thời gọi là trí thức, được được người dân kính trọng nha, được rất nhiều người kính trọng. Như các bạn thấy, nhưng mà ở cái buổi sau khao của cuộc đời thì họ bị làm sao đi đó. Bởi vì cái vấn đề truyền thông Việt Nam tôi thấy càng theo dõi tôi thấy nó càng rất là khủng khiếp. Những cái báo chí trong nước được nó tâng bốc phương Tây và Mỹ một cách rất là ngông cuồng nhé.
nó làm cho nhiều người dân trong nước họ cứ mơ tưởng. Nhưng mỗi lần tôi like vậy các bạn biết, có cái thằng tôi lên hàng đô đô gì quên rồi, đổ gì đó hay theo tôi, nó làm nó đi lấy xe ở ở đâu An Giang á, mà tôi vào tôi coi trong cái profile của nó thì nó là tài xế mà đi hướng dẫn du lịch viên, là ảnh bực mình lắm. Ảnh ở trong nước là ảnh vào là bắt đầu ảnh chửi tôi à. Cái anh chàng này tôi vào trong cái profile của ảnh thì tôi thấy ảnh cũng chàng ơi, đăng những cái hình ảnh của mấy cái tụi mà chống cộng hải ngoại và những cái người mà nó tung hô nước Mỹ á, cho nên họ họ không thích, khi tôi nói về cái mặt trái của xã hội Mỹ, anh chị các bạn. Họ mơ, các bạn thấy không? Những người như đô gì quên mất tiêu người ta đô gì á. Mỗi lần cái like tôi là tôi thấy ảnh vào là ảnh chửi tôi. Có nhiều người họ họ cuồng Mỹ đến một cách rất là điên khùng nha, nhưng mà khi họ đến được Mỹ thì bắt đầu họ bị hụt hẳn các bạn, tại vì cái cuộc sống nó thật sự cơm áo gạo tiền á, nó không như những gì mà họ mơ tưởng. Đời sống vật chất vật giá rồi các bạn biết, nó rất là cao. Công ăn việc làm, ngôn ngữ văn hóa bất đồng, họ bị sốc các bạn. Có nhiều người, rất là nhiều người bị sốc. Nhưng mà khi ở Việt Nam á, thì họ cứ mơ mình tôi mà nói xấu, nói gì về mặt trái Mỹ là ghét lắm, rất nhiều người rất là nhiều người ghét, rất là nhiều người chù cho tôi chết cho rồi. Nhưng mà ngộ nha, mà tôi lại sống dai vậy không biết sao kỳ vậy. Hồi đó các bạn biết khi mà mấy cái đám mà ngụy nô nó đầu quăng tôi xuống biển, rồi nào là khi mà qua tới Indo cũng vậy, nó lên tới cao quỹ Liên Hợp Quốc các bạn biết, là nó nói ông già tôi là cộng sản, rồi nó qua tới Mỹ nó cũng lên cái hội người Việt á, nó tố ông già tôi cũng là cộng sản, tìm đủ mọi cách để nó hại, mà sao tôi không chết vẫn còn sống nhăn răng. Cái này cũng phải nói là nhờ ơn bác và đảng đó, nhờ ơn những anh hùng dân tộc, phải nói là mình không phụ lòng họ, cho nên họ vẫn phù hộ mình hay sao anh chị các bạn, phải nói là rất là tự hào. Mình cảm thấy nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói không biết mà sao mình lại còn sống sót cho tới ngày hôm nay thiệt á. Nhiều khi các bạn biết gian khổ lắm chứ không phải, bởi vì mình đi làm cách mạng rồi mình mới hiểu được những cái tấm gương của những anh hùng dân tộc, tại sao mà ngày xưa họ cống hiến cả một đời cho tổ quốc, họ hy sinh đến cả xương máu không tiếc. Giờ mình mới hiểu anh chị các bạn, mà mình càng hiểu mình càng cảm thấy tự hào và lòng hăng say và tinh thần quê hương tổ quốc và dân tộc nó rất là thiêng liêng, mình cảm thấy rất là vinh dự đó mà. Thôi thì mình chia sẻ một cái đề tài trong lúc đi công chuyện, mình thấy thì mình chia sẻ để về với quê hương cùng với anh chị các bạn chúng ta cùng tìm hiểu và học hỏi. Thôi thì mình xin chào quý bà anh chị các bạn, bye 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 bye.